dịch tễ học nữa thôi. Cái nào mà chúng ta thấy thường gặp thì chúng ta sẽ tập trước. Ví dụ như về mở hồng mạch thì mình sẽ chữa mặt, chữa cảm cúm, không sốt từ trước tại vì mình đã thường gặp chứ. Còn siêu âm là trong đó mình cũng vậy, mình sẽ lựa cái nào mà thường gặp thì mình sẽ học trước để mình tầm soát. Thì chúng ta biết là bệnh tim bẩm sinh là gì, là thường gặp nhé, nó có tỷ lệ tử vong cao nhất và phát hiện trước sinh thì cải thiện tỷ lệ tử vong bệnh tim sau sinh. Và nhấn mạnh cái vai trò quan trọng của bác sĩ tuyến cơ sở trong tầm soát bệnh tim bẩm sinh. Thì chúng ta thấy là cái gì tại tim bẩm sinh thì nó gần giống nhau ở trên thế giới nha, ở các châu lục luôn, là người ta đã tổ chức y tế thế giới đã chứng minh là tỷ lệ tử vong mà sơ sinh của dị tật tim bẩm sinh đó là cao nhất, nó chiếm gần tới 40% trong tổng các cái dị tật tim bẩm sinh. Các cái dị tật, ví dụ như dị tật của các cơ quan khác, tiêu hóa, rồi cơ cái tim màu trắng thì cái này là nó chiếm tới 40% tử vong sơ sinh, tức là gần mấy chục nguyên nhân khác nhau về dị tật thì cái dị tật tim bẩm sinh vẫn là tử vong sơ sinh cao nhất. Như đó nhiều khi cũng hơi lạm dụng, là sơ sinh đó mà sinh ra mà chết ngay đủ rồi thì mình chết hết giờ mình tim bẩm sinh chết rồi đi. Thì tôi như tôi đã nói là từ năm 99 cái nghiên cứu đầu tiên của cái nhóm bác sĩ chỗ mà tôi làm là hạt chứng minh là phát hiện ra những bị đại động mạch trước sinh thì nó làm giảm tỷ lệ tử vong bệnh tật sau sinh nha. Tới năm 2001 thì cũng có 2002 có một nghiên cứu khác thì nói là nếu mà chẩn đoán được hẹp eo được mạch chủ trước sinh thì sẽ cải thiện tỷ lệ tử vong, tức là từ từ nó có những nghiên cứu bổ sung dần, do đó là bắt đầu cái siêu âm tim thai mới phát triển mạnh lên. Như còn lúc trước năm 2000 là đang không có quan tâm đến tất cả ai làm gì làm, ví dụ như Singapore bác sĩ tim mạch không như là cơ bệnh đã ít rồi, là chi Hà Lan cũng được, mấy nước Bắc Mỹ không chịu làm bác sĩ tim mạch không, nhưng mà làm chi, làm xong bố mẹ bỏ lấy đâu sau đây là có mình chịu lắm, để ít bệnh rồi còn bỏ nữa còn đâu chịu hết. Thì nhắc lại chỉ định trong tim thai vai trò quan trọng của bác sĩ tầm soát nha. Thì cái này là cái nghiên cứu của kinh điển của tác giả Hoffman, tác giả bệnh tim mạch. Ông thấy là những cái bệnh tim bẩm sinh thường gặp, liệt kê từ thường gặp tới ít gặp ha. Đây. Và từ những cái bệnh này thì người ta sẽ học những cái bệnh thường gặp, ví dụ như thâm niên thất bỏ mạch mặt trên nhĩ thất hay là thâm niên nhĩ gì đó, thì lúc đó là những cái bệnh sang sinh. Và sau đó thì khi mà nghiên cứu về siêu âm tim thai á, thì tôi thấy có những bài báo có những ý tưởng họ nói rằng có bài báo thì nói là chắc là những cái bệnh tim bẩm sinh trước sinh nó cũng giống sau sinh thôi, chứ nó cũng không khác gì trước sau sau vậy. Nhưng mà đọc càng nhiều thì mình mới thấy có vẻ như là cái dạng bệnh của trước sinh nó không giống sau sinh, nó sẽ có những cái khác. Tại vì có những cái lập luận ta nói là có những cái bệnh nặng quá nó bị suy tim khi nó tử vong trong một hai cũng chưa được ra đời, hoặc là nó bất thường với cái kèm theo cái bất thường của dị tật khác hay là bất thường những cái thể thì nguy cơ xảy ra nó sẽ cao lên. Do đó là có những cái nhận định ban đầu là về dạng bệnh ở trong bào thai nó sẽ khác với sau sinh. Và những cái nghiên cứu người ta thấy là tỷ lệ bệnh tim bẩm sinh ở bào thai có vẻ nó cao hơn so với tỷ lệ sau sinh, có thể là nó lên tới 4-5%. Nhưng mà những cái đó nó bị mất ở trong tới 12 tuần là mất rồi. Nó bị dị tật nặng quá, bất thường những cái thể kèm theo ấy này. Tới 12 tuần xảy ra nó mất. Hay là cái tim thai đó nó chưa rồi thành sao nó nặng quá, cái mới cái 7-8 tuần thì nó cũng đi luôn. Nên người ta không kịp biết cái dị tật đó là cái gì. Và có những bệnh tim bẩm sinh người ta gọi là không phù hợp với cuộc sống sau sinh. Tại vì trong bụng mẹ nó sống được là nhờ nó bánh nhau, nhờ cái nào nó hỗ trợ giống như cái bơm tuần hoàn mọi cái thể cho nó hỗ trợ nó sống được. Nhưng mà tới sau sinh nó không có phù hợp với cuộc sống sau sinh, nó phải hít thở thì gọi là not compatible afterbirth, nó không phù hợp với cuộc sống sau sinh.
do đó nó làm nó kích thích cái sự tò mò của các bác sĩ tim mạch là có thể có cái bệnh chúng ta có thể gặp được ở trước sinh nhưng mà trước sau sinh chúng ta không thể gặp được, chúng ta sẽ gặp được những cái bệnh hiếm gì vậy. Thì khi mà tôi còn làm nghiên cứu sinh á thì gọi là rảnh rỗi sinh năm nổi, cho nên là có ngồi tổng kết lại những cái nghiên cứu ở trên thế giới về các cái bài báo mà người ta mô tả các cái dị tật tim mạch sinh trong bào thai, với điều kiện là cái nghiên cứu đó phải mô tả chi tiết cái dạng bệnh ha. Thì tổng kết tới năm 2012 gần 20 nghiên cứu khác nhau với tổng lượng mình là hơn 3.000 bệnh tim bẩm sinh, 3.300 bệnh tim bẩm sinh. Thì tôi thấy là những cái bệnh tim bẩm sinh trong bào thai nó khác với sau sinh, và cái thứ tự của nó là thường gặp là hội chứng thiểu sản tim trái, kênh dĩ thất, thâm liên thất, tiến chứng pha lô, tâm thất đập nhép, thất phải hai đường ra, hẹp eo động mạch chủ, thủy bại động mạch. Đó là những bệnh thường gặp nhất, nó chiếm gần tới 60%. Trong khi đó hơn 50% dạng bệnh tim bẩm sinh khác nhau, nhưng mà cái này mình chiếm tới 60%. Cái đó, từ ý tưởng đó thì chúng tôi làm nghiên cứu ở Việt Tiên, coi thử là cái dạng bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam mình như thế nào. Trên 553 thai nhi mà có bệnh tim bẩm sinh thì chúng tôi thấy là những cái bệnh mà chúng tôi thường gặp là kênh dĩ thất, thâm liên thất, hội chứng thiểu sản tim trái, tứ chứng pha lô, đó là những cái bệnh mà chúng tôi thường gặp ở Việt Tiên. Nhưng mà ở trên thế giới người ta thấy các cái dạng bệnh tim các châu lục là gần giống nhau. Như vậy thì mình đem mình đi so sánh với thử giữa Việt Nam mình lại ở trên thế giới nó có cái gì khác nhau không? Thì khi mà so sánh như vậy thì chúng tôi có thấy những cái bệnh nó tương đồng, ví dụ như kênh dĩ thất ở đây cũng có, hội chứng thiểu sản tim trái ở đây cũng có, thâm liên thất ở đây cũng có, pha lô ở đây cũng có, nhưng mà có những cái khác thì chúng ta sẽ phân tích từ từ nha. Thì chúng ta thấy những cái bệnh tim bẩm sinh thường gặp nha, ở trong bào thai đó là tiến chứng pha lô, chuyển vị đại động mạch, thiểu sản tim trái, hẹp eo động mạch chủ, hay là kênh dĩ thất. Thì chúng ta sẽ đi phân tích lần lượt những cái bệnh thường gặp, tại vì cái gì thường gặp thì chúng ta học trước ha. Đầu tiên nhất là bệnh kênh dĩ thất. Kênh dĩ thất có nghĩa là chúng ta thấy một cái lỗ thông ly dĩ, chỗ này ở phần thấp này nè, mà nãy tôi nói là lồng với lại cái xoang bạch đấy ha. Thông ly dĩ người ta gọi là thông ly dĩ tim phá, thông ly thất phần nhận, và một bộ máy van ly thất, hay gì hai cái van thì giờ nó thành một cái van. Thì cái bệnh này người ta gọi là kênh dĩ thất, là về vô phôi đại học là do nó khiếm khuyết cái gối động mạch là cái phần trung tâm của cái tim, nó không phát triển cho nên nó trống thấp ở đây, gọi là kênh dĩ thất. Thì kênh dĩ thất thì người ta sẽ chia ra là kênh dĩ thất mà đầy đủ thông dĩ thông thất, rồi đó người ta gọi là kênh dĩ thất toàn phần. Còn nếu mà chỉ có thông dĩ không thì gọi là kênh dĩ thất bán phần nha, hoặc là có thông dĩ thất không thì gọi là kênh dĩ thất thể trung gian nha. Hoặc là người ta thấy giữa hai đường tim nó có cân đối với nhau không, bằng kích thước bằng nhau không, nếu nó bằng nhau gọi là cân đối, còn nó không bằng nhau, ví dụ như thất này nhỏ, thất phải nhỏ, thất trái nhỏ, thì gọi là kênh dĩ thất thể không cân đối. Đó là những cái chia sâu hơn. Thì về nguyên tắc chẩn đoán trên siêu âm thì ở thời kỳ tâm trương có nghĩa là cái van dĩ thất nó mở ra, van hai lá, van ba lá nó mở ra, gọi là thời kỳ tâm trương. Thì tâm trương thì trên 2D chúng ta sẽ thấy một cái khoảng trống ở giữa tim, tại vì nó bị khiếm khuyết gối động mạch mà, chúng ta thấy khoảng trống ở giữa tim. Và nếu mà chúng ta thả nước lơ màu vô thì chúng ta thấy cái màu nó lấp vô cái khoảng trống đó. Bình thường các cái mắt ngang ra thì cái màu nó không có lấp vô được nha. Ở thời kỳ tâm trung thì van dĩ thất nó đóng lại, thì chúng ta sẽ thấy cái van dĩ thất chung nó nằm trên cùng mặt phẳng. Và nếu mà chúng ta để lớp màu thì chúng ta có thể thấy cái van dĩ thất nó bị thở. Còn đối với các anh chị về mặt tầm soát thì chúng ta có thể đo cái chiều dài của bát liên nhĩ chia chiều dài bát liên thất. Bình thường cái này nhỏ 0.5, thì cái chút nữa có cái hình minh họa cho các chị dễ hình dung. Đây, bình thường, cái tim bình thường đây thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đo cái chiều dài của bát liên nhĩ màu vàng, chiều dài của bát liên thất màu trắng. Bình thường cái này
màu vàng với màu trắng này nó sẽ nhỏ hơn 0.5 là bình thường nha. Nếu mà chiều dài của màu vàng này chúng ta chia cho chiều dài màu trắng này nó lớn hơn 0.6 thì cái khả năng em bé đó nó bị kênh dị thất là 83%, độ nhạy á ha, với dương tính giả là khoảng 5%. Đó là bài tầm soát thôi, chúng ta đo cái hai cái chiều dài đó chúng ta chia ra rồi chúng ta ước nguy cơ. Tại vì bình thường chúng ta thấy là cái vách liên nhĩ nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều so với vách liên thất, và cái van hai lá chúng ta thấy nó sẽ có một cái độ trên này, chứ nó không phải là trên cùng mặt phẳng thẳng hàng như vậy. Đây cái hình ảnh minh họa là cái tim ống bùn tim bình thường, cái van hai lá này van ba lá nó có cái độ trên ngay chỗ cái dấu sọc này nha. Cái chỗ này là gọi là gố nội mạc đó nha. Bây giờ mình thấy là nó trên cùng trên một mặt phẳng nha. Thì chúng ta sẽ thấy cái vách liên nhĩ nó dài ra, cái vách liên thất có vẻ ngắn lại nha. Rồi chẳng đó phân biệt với sau màng giãn nè, như mà tôi nói nè, là chúng ta cắt mà các năm buồn thì chúng ta sẽ thấy lòng tròn ngay chỗ cái rãnh nhĩ trái thất trái gọi là rãnh nhĩ thất á. Rồi chúng ta cắt dài nó ra thì chúng ta sẽ thấy nó trống ngay chỗ vị trí này, chúng ta tưởng là thông liên nhĩ lỗ tim phát nè nha. Và chúng ta thấy hai bộ máy van trên cùng mặt phẳng nè, thì chúng ta kết luận là kênh nhĩ thất nha. Cho nên có chẳng nó phân biệt thì các chị thấy đó ha. Đây là hình ảnh đây, chúng ta thấy ở thời kỳ tâm trương chúng ta thấy trống ở cái gối nội mạc này ha. Và chúng ta để lớp lơ màu vô thì chúng ta thấy lớp lơ màu nó lấp vô cái khoảng trống ấy, chứ bình thường nó cái vách thì nó sẽ chia ra, chia cái màu này ra chứ cái màu này nó không nhập lại được ha. Và ở kỳ tâm thung thì chúng ta sẽ thấy cái dòng hở của cái van nhĩ thất này ha. Và cái van nhĩ thất nó trên cùng mặt phẳng này ha, có cái dòng hở ở đây ha. Giờ là kênh nhĩ thất, tóm lại cái đó dễ, chúng ta thấy một cái thông liên nhĩ, chúng ta thấy một thông liên thất, chúng ta thấy khiếm khuyết cái vùng giữa tim, chúng ta bỏ lớp lơ màu đi mà nó lắp vô đây ha. Thì kiểu là thôi thì chúng ta thấy một thông liên mặt phẳng, chúng ta thấy được cái hở van, chúng ta thấy thông liên thất, thông liên nhĩ ha. Kênh nhĩ thất đó, một hình ảnh minh họa khác cũng kênh nhĩ thất đây, thì kỳ tâm trương đó ha, mình khắp trống cái gối động mạch này đi, dừng cái hình lại chúng ta thấy đó, trống cái gối động mạch nha. Kỳ tâm thu đó, trên phẳng đây, tâm trương nó lấp màu nó vô đây ha, nó có dòng hở nhỏ nhỏ màu đỏ chút xíu đây, thông liên nhĩ, thông liên thất nha, một mấy van trên cùng mặt phẳng. Rồi cái bệnh thứ hai là bệnh thông liên thất. Cái thông liên thất định nghĩa là gì? Thông liên thất là có một cái lỗ thông giữa hai tâm thất trái và tâm thất phải, thì chúng ta gọi là thông liên thất. Do đó các anh chị chỉ có nhớ trong đầu như vậy, và chúng ta chỉ khi mình sơ chúng ta thấy cái lỗ trống giữa hai tâm thất thì chúng ta đặt bút xuống là ghi một thông liên thất. Còn cái thông liên thất nó kiểu gì thì kệ, để các bác sĩ tim mạch làm ghi nha. Mình chỉ biết là thông liên thất là được rồi. Rồi là học nhiều quá tẩu quá chẳng mang. Thông liên thất thì người ta cần chia sâu ra, ví dụ như là thông liên thất phần phễu, tại vì nó nằm ngay cái phễu này nè, là thông liên thất phần phễu. Hay là thông liên thất cái chỗ cái cơ bè đó, chỗ này gọi là thông liên thất cơ bè dưới cái vùng cơ này nè. Hay là thông liên thất chỗ này gọi là thông liên thất, mà chỗ trong kênh liên thất thì gọi là thông liên thất bằng nhận. Là tại vì khi cái van ba lá nó mở ra, máu nó từ giữa xuống thất, ngay giữa cái phần này gọi là phần nhận, nhận máu ha. Rồi còn cái chỗ thông liên thất, cái chỗ sát chỗ này là chỗ mỏng này gọi là thông liên thất phần quanh màng ha. Màng cái đó là để cho bác sĩ chuyên khoa tim mạch ghi, mình thấy chỗ không giữa hai thất bị thông liên thất chặt chặt khỏi sai ghi sâu nhiều khi nó sai. Nhưng mà bác sĩ tim mạch là phải ghi rõ chỗ nào, là tại vì cái vị trí của thông rất là quan trọng, nó liên quan tới khâu tai hàm, nó liên quan tới tim lượng sau này nữa. Tại vì chỉ có thông liên thất phần cơ bè và thông liên thất phần quanh màng thì khả năng bé nó cái lỗ thông nó tự đóng lại mới có, chứ còn nếu mà ở vị trí khác thì khả năng tự đóng lại gần như không có nha. Và bác sĩ tim mạch thì họ mô tả là cứ kỳ dọn mông cổ cho bác sĩ phẫu thuật viên là dễ ăn cho con. Tại vì nếu mà chúng ta không có chỉ chính xác chỗ nào thì phẫu thuật viên là vô họ mổ nó khổ lắm. Tại vì đặc điểm ở trong phẫu thuật tim mạch là phải chạy tuần hoàn ngoài cơ thể,
mà thời gian chạy của ngoài cơ thể này càng lâu là nguy cơ tử vong của bé càng cao. Do đó họ mục tiêu của họ là chúng ta sẽ chỉ địch nằm chỗ nào họ vô họ tấn công chỗ đó, xong là họ rút ra là chỉ tử vong của bé lại. Do đó nếu mà chúng ta không chỉ chính xác vị trí hay vô nguyên cái băng những cách liên kết để họ bắn ra họ kiếm đúng cái chỗ nào này hay giá lại là mất rất là nhiều thời gian nếu mà chúng ta không có chỉ vị trí. Cái thứ hai nữa là chúng ta đối với chúng ta một cái lỗ thông liên kết 5mm là lớn, bởi vì chúng ta siêu âm chúng ta thấy lớn như vậy, nhưng mà đối với ông vũ thuật viên là 5mm là không có lớn, tại 5mm nó chút xíu này. Mà cái tim mà khi mà đã chạy tuần hoàn mà cơ thể nó còn dính lại nữa, cục thịt mà nó đang căng mà nó bị dính lại nữa thì cái 5mm đó nó còn 2mm mà vô mà bơi kiếm chỗ nào nữa cho ra cái lỗ đó thì nó mất thời gian nhé. Nếu mà chúng ta chỉ sẵn họ biết cái vị trí đó rồi thì nó sẽ nhanh hơn, cái tỷ lệ thành công nó cao hơn. Do đó là chúng ta cần phải khi mà có sự chuyên môn tim mạch thì họ sẽ chỉ đích danh vị trí này. Cái siêu âm cái việc chẩn đoán thông liên kết ở người trưởng thành mình nó dễ lắm, là tại vì cái áp lực hai vùng tim nó khác nhau, khác biệt rất là rõ. Ví dụ như áp lực của vùng thấp trái là tới 100mm thủy ngân, vùng thấp phải là chỉ có 30mm thủy ngân thôi, giờ nó trên cho 70mm thủy ngân. Cái luồng màu chúng ta bỏ đứt đôi màu rồi nó chạy ào 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 chúng ta dễ thấy lắm. Hay là chúng ta đặt ống nghe lên cái nghe phổi vù như vậy là gì? Mấy cái lỗ mà càng nhỏ thì phổi càng mạnh, mà đặt ống nghe lên phổi càng mạnh mình tưởng bệnh nặng không phải, mấy đó là bệnh nhẹ đó. Thế còn mấy cái lỗ lớn mà cái trên áp nó bằng nhau rồi cái đó mới là nặng đó nha, không nghe được gì mới là nặng đó. Thì trong vòng hai chẩn đoán khó hơn ở sau sinh là vì sao? Vì cái áp lực giữa vùng thấp trái thấp phải nó gần tương đương với nhau, do đó mình nặng, do mạch nó còn mở cho nên là cái áp lực của tầng mạch nó tương nhiên, do lỗ hổng dục nó cũng còn mở cho nên là áp lực chỉ phải tránh nó tương đương nhau, do đó cái trên áp giữa thấp trái thấp phải nó không có cao, do đó chúng ta rất là khó phát hiện cái luồng thông đi qua cái bắp đùi thấp. Cái thứ hai nữa là vì cái lỗ nó cái tim nó lại nhỏ rồi. Cái tim bé bào thai nó lại nhỏ cho nên cái lỗ đối với mình là nhỏ nhưng mà đối với bé là lớn. Tại vì cái tim nó nhỏ mà cái thứ cái lỗ đó thì cái lỗ nhỏ cho nên cái tia siêu âm mình đó mình không có thấy được những lỗ nhỏ đó, cho nên là chúng ta sẽ có những trường hợp kết quả âm tính dạng. Hoặc là bị những cái bóng của cái tay của em bé, cái xương tay của bé hoặc là cái xương sườn nó cốt quá nhiều quá, nó làm cái bóng lưng nó đổ ra cái bắp tim thấp. Chúng ta tưởng cái bắp tim thấp nó bị trống mà chúng ta chẩn đoán là không tim thấp, là những trường hợp đó gọi là dương tính già. Do đó cái bệnh không tim thấp trong bào thai là cái bệnh có dương tính giả và âm tính giả rất là cao. Âm tính giả cũng cao, nhưng đặc biệt là những mấy cái siêu âm đời đầu á, cái độ phân giải nó kém nữa thì những cái lỗ mà dưới 20mm là mấy siêu âm đời đầu gần như là không thấy, là bị sót âm tính giả. Nhưng mà may mắn là vì những cái tiến bộ kỹ thuật cho nên là những cái bệnh thông liên thất là ngày nay người ta có thể chữa một cách dễ dàng và tỷ lệ thành công rất là cao, và có thể mổ thời kỳ sơ sinh nữa, cho nên là chúng ta cũng không có gì phải lo ngại cái chuyện mà chúng ta chẩn đoán sót. Sót cũng được, sao sót thì cũng may bố mẹ đỡ lo lắng, nhiều khi họ biết còn lo lắng hơn, nhưng mà cái bệnh đó thì hoàn toàn chữa được và chữa xong thì bé nó cũng khỏe bình thường, cho nên chúng ta cũng không có gì lo ngại. Hoặc là nhiều cái cách chị thấy tôi chẩn đoán sót cũng là chuyện bình thường nhé, và cái bệnh này cũng không có gì phải lo ngại lắm. Đây cái hình này cho chúng ta thấy là khi mà chúng ta thấy cái thông hình thức ở đây thì chúng ta phải dịch chuyển đầu dò sang cho cái tia siêu âm nó vuông góc với lại cái bắp liên thất, nó vẫn còn cái lỗ trống này thì chúng ta mới đặt chúng là chẩn đoán thông liên thất. Tại vì nguyên tắc chỉ có hình ảnh là chúng ta thấy cùng hiện tượng trên hai mặt cắt khác nhau thì chúng ta mới đi đến kết luận chắc chắn. Thế còn nếu mà chúng ta thấy ở một vị trí thì coi chừng vị trí này cái tia siêu âm nó đang song song với là cái bắp liên thất, qua một cái lớp bắp liên thất này rồi ngay chỗ cái phần này gọi là phần màng, thường nó hay mỏng nữa, thì chúng ta bị hiện tượng drop out của cái tia siêu âm đó,
nó mất trị liệu chúng ta chẳng nó nhầm thông nó thì chúng ta phải đổi cái vị trí của cái dịch chuyển cái đầu vị trí sang cái đầu giòn để vuông góc với lại cái phát tiền thất này đi xoan thì vuông góc thì lúc đó cái khả năng chẩn đoán nó cao hơn và chúng ta sẽ bỏ cái lớp đơn màu vô thì chúng ta coi thì có cái dòng màu qua cái chỗ cái phát tiền thất đó không. Nhưng trên 2D thì chúng ta rất là khó thấy nha, nhờ cái lớp đơn màu này chúng ta thấy được cái dòng màu nó qua được phát tiền thất nha. Đó. Chúng ta thấy trên 2D thì gần như là khó thấy nha. Để chúng ta thấy cái dòng màu nó đi đi qua đây và nó hai chiều, lúc màu xanh và lúc màu đỏ đó ha. Tại áp lực hai màu tim nó bằng nhau mà ha, màu xanh màu đỏ này ha. Đó là cái thông điện thất ha. Rồi cái bệnh thứ ba đó là bệnh hội chứng thiểu sản tim trái. Hội chứng thiểu sản tim trái định nghĩa là gì? Cái hội chứng thiểu sản tim trái tức là tất cả các cái cấu trúc của tim bên trái nó bị nhỏ, bị teo đi, gọi là thiểu sản nha. Có nghĩa là chúng ta sẽ thấy một cái dĩ trái nhỏ, thất trái nhỏ, động mạch chủ lên cũng nhỏ, gọi là hội chứng thiểu sản tim trái. Thì khi mà chúng ta đặt bút xuống ghi cái hội chứng thiểu sản tim trái thì chúng ta phải cực kỳ cẩn trọng. Bởi vì tới thời điểm hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh mình nếu mà chẳng có những cái hội chứng thiểu sản tim trái, có nghĩa là chúng ta cách án tử xem về. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh chưa có trung tâm nào dám nhận mổ bệnh này hết. Tại vì tỷ lệ tử vong nó gần như 100%. Mà không ai bác sĩ nào mà tự nhiên đâm đầu vô cái chỗ mổ sạch chết 100%. Bác sĩ lúc nào cũng muốn bệnh nhân cũng thành công hết chứ không có ai muốn bệnh nhân chết. Nên là hiện tại tới thời điểm hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh chưa có trung tâm nào nhận mổ. Chỉ có một ca duy nhất cách đây còn hơn một năm là có một em điều dưỡng ở viện tim có con bị hội chứng thiểu sản tim trái và em đó đồng ý là cống hiến cho khoa học, có nghĩa là để con sinh ra để cho bác sĩ viện tim mổ để thực tập. Nhưng bác sĩ thì cũng rất là háo hức để mổ, tại vì có người hiến để cho mổ mà. Nhưng mà em bé đó tới 33 tuần mất trong mẹ luôn, bác sĩ thất vọng luôn, không có bệnh để thực tập. Nhưng mà ở Hà Nội thì người ta cũng đã bắt đầu làm, theo tôi biết thì đến nay họ mổ ít nhất là 10 ca, nhưng mà chưa có ca nào thành công. Có một ca đình đám nhất là năm cách đây khoảng 7-8 năm gì đó, là ở trong thành phố Hồ Chí Minh đang bé nằm cũng như là một trong chẩn đoán là hội chứng thiểu sản tim trái được một tháng rồi, gia đình cũng chạy bậy trên các báo sao nó đăng lên là một trường hợp tim bẩm sinh nặng tạp rồi gì đó và quyên góp đâu được 2-3 tỷ gì đó. Thế là Hà Nội nhận mổ lúc đó mấy tháng được, phải chở chuyên cơ ra Hà Nội rồi mổ xong là báo cáo hồi sức thành công gì đó khoảng tuần sau im ra tim hỏi chết thì mà. Cho nên là hiện tại ở Việt Nam mình chưa đấy, và thế giới thì người ta mổ cách đây cũng được 10 năm rồi. Nói chung là cái kết quả nó cũng chưa như mình mong đợi. Thì trên mặt hình ảnh siêu âm chúng ta sẽ thấy cái gì? Vì cái mô tả như vậy cho nên chúng ta sẽ thấy cái tim bên trái, thất trái nhỏ và nó hình thành chủ yếu là cái thất phải nha. Cái thất phải là nó sẽ tạo thành một tim. Cái van hai lá lúc này cũng teo nhỏ, eco nó dày sáng, gọn sáng. Cái lá van của hồi dục lúc này nó sẽ phồng qua bên bên phải, tại vì nó không có qua bên trái được, nó không có đâu có qua được ha. Và chúng ta chỉ để đất lơi, chúng ta chỉ thấy tim máu từ dĩ phải xuống đất phải thôi chứ không có thấy được máu từ dĩ trái xuống đất trái. Đây cái hình ảnh bốn buồng tim này chúng ta sẽ thấy là một cái tim bên trái rất là nhỏ, dĩ trái thất trái nhỏ. Để đất lơ màu vô thì chúng ta sẽ thấy dòng máu từ dĩ phải xuống đất phải, đây có màu đỏ đây, không thấy từ dĩ trái xuống đất trái nha. Và ở ba mạch máu và khí quản thì chúng ta sẽ thấy được là chỉ có hai mạch máu thôi, tại động mạch chủ nó teo rồi, động mạch chủ nó teo rồi nha. Và chúng ta không thấy được hoặc là động mạch chủ rất teo rất nhỏ. Chúng ta để cái lớp lơ màu vô thì chúng ta thấy cái lớp lơ màu nó sẽ tưới ngược vô lại cái cung của động mạch chủ, tại vì thất trái không bơm lên được động mạch chủ thì ống động mạch nó sẽ tưới ngược lại cái cung động mạch chủ. Đây ở mặt cái ba mạch máu đây chúng ta sẽ thấy là máu từ thất phải bơm lên động mạch phổi hướng về phía đầu giờ có màu đỏ, nó tưới ngược lại cái động mạch chủ, cái nó màu xanh đây nha. Cái đặc điểm nhận dạng của cái hội chứng thiểu sản tim trái ở mặt cái ba
đo cái đớp lơ trong trung tâm phổi để tiên lượng coi cái lỗ cầu dục nó có đóng sớm hay không. Đây hình ảnh của hội chứng siêu sản tim trái. Chúng ta thấy là nhĩ trái nhỏ, thắt trái nhỏ ha. Đớp lơ màu thì chỉ có từ nhĩ phải xuống thắt phải thôi, chúng ta thấy từ nhĩ trái xuống thắt trái. Bàn máu thì chúng ta thấy có cái đớp lơ ngược ở trong cái màu đỏ trong cái cung mạch chủ đây nha. Cái cung mạch chủ đây chúng ta cắt lên chúng ta thấy nó nhỏ như cọng chỉ đó nha, nhỏ hội chứng siêu sản tim trái. Như vậy là nãy giờ mấy cái bệnh như ví dụ như cơ nhĩ thất nè, thâm liên thất nè, hội chứng siêu sản tim trái là các bốn buồng mình thấy hết trơn nha. Tại mà các bốn buồng không mình sẽ đoán được mấy cái bệnh thường gặp này nè nha. Cái này để theo dõi. Đối với ở nước ngoài thì chẩn đoán thì thay đổi một tháng, coi đó thì thai nhi, coi cái kích thước của bầu dục, coi cái van nhĩ thất. Và vì nó nặng như vậy cho nên chúng ta phải chẩn đoán phân biệt với các bệnh khác. Không, nếu mà chúng ta đặt tốt xuống nó lại là tự hình đó là nha. Là phải chẩn đoán với bệnh kinh nhĩ thất toàn phần. Có nhiều khi cái không thì nhĩ thất nhĩ thất lớn quá, chúng ta thấy một vùng tim duy nhất đó thôi. Còn cái vùng tim bên trái chúng ta lại tưởng tượng ra có cái dây chằng để mọc đó, chúng ta tưởng là cái tim bên trái, hoặc là những cái bệnh như tắc nghẽn mạch nhất, hoặc là hẹp eo mạch chủ mà nặng chủ ấy tim bên trái nó bị nhỏ. Nhưng mà với đặc điểm hẹp mạch chủ thì cái tim trái nó vẫn còn bơm máu lên mạch chủ được, chúng ta thấy còn cái dòng máu xuôi chiều đi lên nhé. Này cái hình ảnh nhà bên ngoài thì dây tim trái khác, hai nhĩ phải thất phải hay nhĩ trái thất trái này. Đây chúng ta thấy là mạch phổi rất là lớn nha, mạch chủ nhỏ xíu xíu. Rồi cái bệnh thứ tư là tứ chứng pha lô, là khá thường gặp đó ha. Có nghĩa là chúng ta thấy một cái chứng thứ nhất là thâm liên thất. Cái chứng thứ hai là chúng ta sẽ thấy là cái động mạch chủ cưỡi ngựa ra thất liên thất. Cái chứng thứ ba chúng ta thấy là hẹp van ở mạch phổi. Và cái thất phải này nó làm những cái van hẹp này lâu ngày nó dày lên, nó có thêm cái dày thất phải nữa. Bây giờ là nó có bốn chứng, nên là đây thông liên thất là mạch chủ cưỡi ngựa hẹp động mạch phổi dày thất phải. Cho nên năm 1880 thì pha lô mới đặt cái tên đó là tứ chứng pha lô nha. Nhưng mà thực ra nó không phải là tứ chứng pha lô, nó là một chứng thôi, nhưng mà tứ chứng đây chúng ta thấy là mạch chủ cưỡi ngựa trên thất liên thất, thông liên thất nha. Chúng ta thấy cái động mạch phổi nó nhỏ, hẹp động mạch phổi. Trong mạch hai thì thường chúng ta khó thấy được cái dày thất phải, tại vì nó chưa có phát triển lâu, cho nên là cái tim nó chưa dày nhiều. Thực tế là do cái trong phôi thai học á, cái thời kỳ mà phân chia thành đại động mạch á, phân chia giữa động mạch chủ và động mạch phổi á, là ăn chia không đều á ha, thì nó lớn qua bên phải này nó làm cho cái động mạch chủ bự ra, cái động mạch phổi nhỏ lại. Phôi thai học á, cái lối lúc mà nó chia ra cái tầng đại động mạch á, nó chia lệch qua bên phải chứ, nó làm cho cái động mạch phổi này nhỏ lại, động mạch chủ này bự ra. Động mạch phổi này nhỏ lại cho nên là hẹp động mạch phổi, động mạch chủ này bự ra cho nên là cái bắp liên thất nó không có thẳng hàng lại được, nó không nối lại được, cho nên nó bị thông liên thất. Thì đó là do một chứng duy nhất là anh chia chỗ này không đều này, cho nên là nó mới dẫn tới bốn chứng gì vậy. Cho nên là sau này người ta mới gọi tên là monology extension, extension là mà bác sĩ phôi thai học phát hiện cái chuyện này. Rồi chúng ta đo bệnh tóc quang mạch phổi, đôi lúc thì có thể là cao nhưng có lúc thì không cao, chỉ cần chúng ta đo được kích thước động mạch phổi nó nhỏ hơn kích thước động mạch chủ là chúng ta cũng có thể nói là hẹp van mạch phổi nha. Đây là hình ảnh của tứ chứng pha lô đây, chúng ta thấy là động mạch chủ nó nằm cưỡi ngựa trên mắt liên thất đây nha. Cái động mạch phổi thì nó nhỏ, nó chia nhánh đây, mạch chủ bự đây nha. Chúng ta đo cái phổi đưa qua cái mạch phổi. Về tứ chứng pha lô là chúng ta chủ yếu chúng ta sẽ thấy là một cái động mạch chủ cưỡi ngựa trên mắt liên thất nha, thì chắc chắn là đã thông liên thất rồi nha. Rồi có cái vòng van mạch phổi nhỏ hơn mạch chủ nha. Rồi cái bệnh thứ năm là mình gọi là bệnh Epstein. Epstein là bất thường bẩm sinh của cái van ba lá, nó làm cho cái van ba lá nó dính vào trong cái thành tim. Bình thường cái van ba lá nó cử động đóng mở bình thường nha, bây giờ nó bẩm sinh cho nên dính vào trong cái thành tim không có cử động được, nó cử động được nó bị hở van, không nó hở van như vậy thì nó làm cho
dính xuống đây thì cái lầm của sách nhĩ phải thì bự ra, nhưng mà cái lầm của sách phải thì nhỏ lại, và nó hở van nữa, cho nên máu nó lên phổi không có chuyện, nó lên không nhiều thì làm cho động mạch phổi càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ thì động mạch phổi càng ngày càng hẹp, hẹp thì nó sẽ lại hở cái van này nặng lên, vậy thì nó bị cái vòng luẩn quẩn là hẹp van động mạch phổi, thiểu sản động mạch phổi, hở van và lá nặng lên, như vậy thì cái tim nó sẽ càng ngày càng bự bự ra và bé suy tim tử vong. Do đó là đầu tiên đập vô mắt các vị khi tầm soát đó là gì? Cái tim rất là lớn. Nha, siêu âm đặt cái đầu lần lên thấy cái thước tim thai trong lồng ngực lớn. Cho nên là cái bệnh này đúng ra là nó xếp thứ 7, thứ 8 này, nhưng mà ở Việt Nam nó dễ thấy là các vị tầm soát, các vị cắt cái, các vị thấy tim lớn, các vị bao gửi đi là phát hiện ra khá là nhiều. Nha. Chúng ta chẳng đoán phân biệt với những cái bệnh khác, ví dụ như là hở van ba lá nó nhẹ thôi, hoặc là những bệnh tim bẩm sinh có loạn sản van ba lá, hoặc là nó bị hẹp van mạch phổi nặng quá thì áp lực trong thất phải nó sẽ cao, nó cao nó sẽ xì cái van của ba lá gây ra hở van ba lá, vân vân. Thì những cái bệnh khác anh em đây hình của mình ngồi đây, chúng ta thấy cái van ba lá nó bị dính với thần tim cho nên các ống kính nó gây ra hở cái màu xanh này rất là nhiều ha. Và chúng ta thấy đập vô mắt là một cái thước tim trên lồng ngực rất là lớn, và cái lồng mạch phổi nó không phát triển nên cái kích thước lồng mạch phổi nó nhỏ xíu thôi nha. Rồi bây giờ đó là những bệnh thường gặp mà ở Việt Nam mình. Bây giờ mình quay ngược lại cái đề tài ở trên thế giới là sao, người ta thấy là cái bệnh tim là chuyển vị đại động mạch với là hẹp eo mà chủ là nó đứng ở thứ 7, thứ 8. Mà ngay từ slide đầu họ đã chứng minh là chuyển vị động mạch hẹp eo mà chủ máu của chúng ta phát hiện trước sinh là cải thiện tỷ lệ tử vong và tật sau sinh. Nhưng mà ở Việt Nam mình nó rớt xuống tới thứ hạng 13, 14 mình. Như vậy mình mà mình đã biết là các cái dạng tim bẩm sinh trên thế giới nó gần gần giống nhau, như vậy tại sao của mình nó bị lọt xuống tới đây? Như vậy là do là cái này nó bất thường ở tầng đại động mạch, và tầng đại động mạch chúng ta không có tầm soát, cho nên nó bị tụt hạng. Bây giờ làm cách nào? Chúng ta phải kéo nó lên lại đúng cái vị trí của nó và trả lại tên em nha. Thì bệnh chuyển vị đại động mạch thì chúng ta thấy là bình thường cái động mạch phổi ra từ thân trái phải đây, mạch chủ ra từ thân trái là bình thường chéo đây. Bây giờ chúng ta thấy là chuyển vị có nghĩa là động mạch chủ nó lại đi ra từ thân phải, động mạch phổi lại đi ra từ thân trái. Như vậy thì thất phải bơm máu đen lên mạch chủ đi nuôi cơ thể, xong rồi thành máu đen mới về đây về lại tim phải này, trong khi đó máu đỏ bơm máu lên phổi về lại nhĩ trái bơm máu lên lại. Nếu mà hai cái dòng tuần hoàn này nó không có cái gì san sẻ với nhau, không có thông liên dĩ, không có còn động mạch thì em bé chết chắc, hai cái vòng nó chạy song song rồi thì em bé chết chắc nha. Và chúng ta sẽ thấy trên dấu hiệu đây là hai cái đường nó đi song song với nhau nha. Như vậy chúng ta chẩn đoán cái nguồn cơn, để chúng ta chẩn đoán được cái bệnh này là chúng ta phải cắt được cái đường ra của thất trái, phải bằng cách năm nguồn. Thì thay vì một cái động mạch chủ đi lên chúng ta sẽ thấy cái động mạch phổi đi ra, cho nên chúng ta thấy chia nhánh ở cái bằng cách năm nguồn đó, và chúng ta thấy hai mạch máu nó song song thay vì nó chéo. Và đặc biệt ở ba mạch máu thì chúng ta sẽ thấy là cái động mạch chủ nó ở phía trước hơn so với động mạch phổi, thường là chúng ta sẽ thấy hai mạch máu thay vì ba mạch máu. Và những cái nghiên cứu cho thấy nếu mà chúng ta chỉ cắt bằng cách bốn nguồn thôi thì chuyển vị động mạch chỉ có bất thường khoảng 12%. Có nghĩa là nếu mà chúng ta cắt bốn nguồn là chúng ta sót tới 88%. Bắt buộc chúng ta phải cắt năm nguồn và đường ba mạch máu cơ bản thì chúng ta mới phát hiện 100%. Vậy thì sau đó thì các cái khuyến cáo sau này đã bắt buộc các gì phải cắt đường ra từ thất trái thất phải hay là cắt năm cái thang cơ bản thì cái khả năng phát hiện mình mới được. Đây chúng ta thấy ngang bụng cao, bốn buồn là như là bình thường nha, không thấy gì bất thường hết, gì trái thấp trái gì phải thất ngại hầu như bình thường. Nhưng mà khi mà chúng ta cắt năm buồn thì chúng ta thấy tự nhiên cái nó chia ngắn nha, cái nó bị thẳng lên và chúng ta thấy lên nửa tay hai hồng máu nó song song với nhau nha, ta phải lên nửa chúng ta mới thấy được vấn đề này.
Đó, cắt lên từ tới nơi tới đây là thôi dễ rồi, đặt bút xuống cho nó chuẩn bị ra mặt quá dễ ha. Đó. Rồi đây mình một cái bệnh khác mà chúng ta bỏ sót rất rất là nhiều, đó là hẹp eo động mạch chủ. Tại vì cái eo động mạch chủ là cái mà cái chỗ này cái eo lại nè, nó sau cái tức là chia cái thân cánh tay đầu động mạch cảnh trung bên trái, động mạch dưới đòn trái xong cái chỗ này gọi là eo. Eo này nó hẹp, thì nó hẹp thì nó sẽ sao? Ở trong bào thai mình đó là cái ống động mạch nó còn mở, cho nên nếu mà nó hẹp đi nữa thì máu nó cũng xen xẻ qua cái ống động mạch đi xuống, động mạch đi xuống bình thường. Nha. Chỉ có sau sinh khi bé nó thở, ống động mạch đóng lại, cái eo này nếu mà nó nhỏ thì cái chỗ này sẽ bị nhỏ, cộng thêm cái lực cơ rút qua ống động mạch nữa thì nó sẽ làm cái này nhỏ hẹp. Nếu mà hẹp nặng quá máu nó không xuống được, không có nuôi được các cái bộ phận ở dưới, ví dụ như là thận, gan, ruột nữa, thì nó gây thiếu máu, nó làm hoại tử luôn, thiếu máu thận, làm suy thận và em bé nó sẽ diễn tiến nhanh tử vong tự mạch, và thường là nó tử vong ở nhà là tại vì cái ống động mạch nó đóng hẳn, là khoảng gì ở bệnh bệnh này là khoảng từ ngày thứ 7 tới ngày thứ 10. Khi mà mới ngày thứ 3 các chúng ta đã chúc mừng bố mẹ là mẹ tròn con vuông, có đứa con khỏe mạnh cho gì vậy. Tới khoảng ngày thứ 10 thì cái em bé đang bú sặc 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 chết, cái nó chết sặc sụa nha. Nhưng mà không biết là nó chết do cũng hẹp eo một chút. Như vậy làm cách nào để chúng ta chẩn đoán sớm được những bệnh này, để chúng ta theo dõi, để chúng ta chữa thì cứu sống em bé. Tại vì cái mạch máu này dễ lắm, nó hẹp thì chúng ta một là nâng ra, hai là chúng ta mở nó rộng ra là nó dễ được thôi, chứ đâu có mổ được chạm như trong tim đâu. Thì cái này là hình sinh lý học nhắc lại cho các chị thấy, bình thường ở trong bào thai cái tim phải nó hoạt động hơi nhiều hơn cái tim trái. Cái này ta mô tả cho mình là cái cung lượng tim bên trái là khoảng 45%, tim bên phải là 55% nha. 45% này nó lên nó nuôi mạch vành 5% và còn 40% nó nuôi cho não 25%, là nó còn 25% nó thường eo bình thường. Đối với một cái trường hợp mà vì lý do nào đó cái lỗ dục này nhỏ hoặc là van hay lá này nó bị hẹp, máu qua đấy giảm đi 10% thì cái này là bù trừ lại, thì bên này là 65, bên này còn lại 35 thì nó nuôi cho động mạch vành 5 và còn 30 lên nuôi cho não 25, như vậy nó xuống đây còn 5. Như vậy từ 15% bình thường mà nó giảm còn 5 là nó giảm 3 lần, vậy thì mạch máu kích thước nó sẽ giảm đi 3 lần, thì cái nguy cơ hẹp eo của chúng nó sẽ rất là cao. Như vậy chúng ta sẽ thấy được cái hiện tượng tim phải lớn, tim trái nhỏ. Và những cái nghiên cứu đầu tiên của Hornberger cho thấy là nếu mà chúng ta lấy cái tỷ lệ của thắt phải chia cho thắt trái thì ở người bình thường cái màu hồng này nó là khoảng từ 1.2 đến 1.3, tại bình thường là chứ không thấy tim phải là lớn hơn tim trái. Động mạch phổi và động mạch chủ thì cũng khoảng 1.3, trong khi đó ở cái nhóm màu xanh này là cái nhóm hẹp eo động mạch chủ á, thì cái tỷ lệ của thắt phải và thắt trái là tới 1.7, tỷ lệ động mạch phổi trên động mạch chủ là 1.7. Như vậy là nếu mà chúng ta siêu âm tiếp, chúng ta đo kích thước các mạch máu, chúng ta thấy các kích thước mạch máu nhỏ nữa thì chúng ta nghĩ nhiều tới cái hẹp eo động mạch chủ. Đây hình ảnh minh họa chúng ta thấy mất cân đối tim phải tim trái, tim phải rất là lớn, tim trái nhỏ. Chúng ta cắt lên động mạch máu thì chúng ta cũng thấy là mạch chủ nhỏ xíu, mạch cổ rất là lớn nha. Chúng ta cắt dọc cung động mạch chủ đây, cái động mạch chủ nó lưu màu xanh này nè, cung ống động mạch thì nó nằm ở dưới màu xanh bưởi, nó lấn át xuống gần hết luôn nha. Thì đó là chúng ta phải nghĩ tới cái hẹp eo động mạch chủ. Và vì cái chuyện mà bình thường cái tim phải lớn hơn tim trái như vậy, cho nên là cái bệnh này hiện nay vẫn là chẩn đoán dương tính giả, âm tính giả cũng là thuộc hàng cao. Tại vì ở 3 tháng cuối thì cái tim phải nó cũng càng lớn hơn tim trái nhiều hơn nữa, làm chúng ta tưởng là có cái bệnh này. Như vậy là ở trên thế giới đa phần là người ta lấy cái mốc 1.7 để người ta làm cái sự chênh là tim thắt trái và thắt phải. Có một số nước thì người ta lấy cái mốc thấp hơn là 1.5, tại vì con họ là quý.
ta giữ lại bệnh viện 10 đứa mà chỉ cần cứu sống được một hai đứa là người ta đã thành công rồi. Còn đối với những cái đứa mà kinh tế yếu hơn thì người ta có thể lấy 1.7 hoặc 2 chấm là người ta giữ lại, người ta chấp nhận sót một số đứa tùy theo cái ngưỡng mà mình lấy thôi. Do đó cũng không có phải là xấu hổ gì là khi mà các chị thấy kết quả của tôi là ghi là nghi ngờ hay đeo là mặt chủ. Tại tôi cũng nghi ngờ thôi chứ cái bệnh này không có bao giờ cho nó chắc chắn được. Tại vì cái ống mạch nó còn mở, chỉ chờ sau sinh ống mạch nó đóng lại thì mới kết luận chắc chắn là có hẹp hay không. Nha. Như vậy để kết luận cho cái bài này là 7 cái bệnh tim bẩm sinh vừa gặp nãy nó đều thể hiện ở trên các mặt khác ngang hết. Cho nên chúng ta nắm được năm mặt khác ngang là chúng ta chẩn đoán được tất cả các bệnh tim bẩm sinh thường gặp ở ban đầu ở thai. Và chúng ta nắm vững được đặc điểm của các cái bệnh tim như là kênh nhĩ thất cũng nãy nhắc rồi ha, thông nguyên thất của tuyến tiền sản tim trái, tứ kiến mô lô, ép tim thì bị thành mạch eo ruột là những bệnh mà chúng ta cần phải để ý để phát hiện ha. Và những bệnh này chúng ta đều phát hiện ở năm mặt cắt ngang để chúng đoán ra các cái bệnh này ha. Và đó nhắc lại là các chị phải thực hiện thuần thục năm mặt cắt ngang cơ bản khi mà tầm soát. Rồi bài tới đây là hết. Các chị có hỏi gì về bài này không? Thank you.
cái thể đó ngay cả sau sinh chẩn đoán cũng khó, trước sinh thì còn khó hơn. Thì đó là có các cái thể thông gì thì tóm lại là chỉ có cái thông điều trị độ tiên phát là chẩn đoán trong một hai đường là dễ nhất, còn thông liên nhĩ mà soát tĩnh mạch là rất là khó. Nếu mà chúng ta phải cắt giặt hai tĩnh mạch trong tầm soát thường quy thì chúng ta mới còn thông liên nhĩ tĩnh phát là nhiều lắm. Rồi hỏi gì nữa, bệnh gì nữa? Thực ra mà nói cái những cái thể sao như ví dụ như kênh gì hết và thể trung gian là các chị rất là khó chẩn đoán, đó là thường để các bác sĩ tim mạch là chẩn đoán sao sâu hơn. Chỉ cần các anh chị thấy được một cái khoảng trống ở cái gối động mạch này là chúng ta ghi là kênh gì hết thôi được rồi, còn cái chuyện toàn phần hay bán phần hay là trung gian thì chắc là để cho các bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Tại vì toàn phần tức là nó vừa có thông liên nhĩ vừa có thông liên thất, bán phần thì nó chỉ có thông liên nhĩ thôi, để trung gian thì nhiều khi nó có thông liên nhĩ nhưng mà thông liên thất nó nhỏ hoặc là chỉ có thông liên thất không. Đó là những cái chia sâu vào cái thể, những cái thể như vậy làm cho các vị hơi rối một chút. Do đó là thường là các vị thường gặp nhất là kênh nhĩ thất toàn phần, kế đến là các vị có thể thấy là kênh nhĩ thất thì bán phần là sao thấy cái thông liên nhĩ không? Không phải thông liên thất. Còn để chẩn đoán phân biệt với các cái thông liên nhĩ, thông liên thất khác thường là không cần thiết, là tại vì chỉ có cái thể kênh nhĩ thất này mới có cái thông liên nhĩ lỗ tiên phát, tức là ở phần thấp của thông liên nhĩ, và cái thông liên thất phần nhận là ngay chỗ ở cái bốn vùng chúng ta thấy vậy. Là chỉ có cái thể kênh nhĩ thất nó có mới có hiện tượng này, chứ còn mấy cái thông liên thất khác ví dụ như thân thất ở phần màng hay dùng ra thì nó đâu có thể hiện ra trong cái bốn vùng này đâu. Nên chúng ta đâu cũng chẳng nói không biết cũng được, nhưng mà nếu mà thông liên nhĩ mà chỗ khác thì nó đâu có nằm ngay chỗ đây nữa, cho nên cái gối động mạch này nó vẫn còn mà. Nhưng lúc đó chúng ta đâu có ta chẳng nói là kênh nhĩ thất nữa. Về nguyên lý phôi thai học, kênh nhĩ thất có nghĩa là nó khiếm khuyết của cái gối động mạch này, của vùng thân này, mà chúng ta không có thấy cái gối động mạch nữa thì lúc đó chúng ta mới nói là kênh nhĩ thất. Nên cái gì ta lo lắng là nó phân biệt đó là cái chỉ có khi mà chúng ta nắm vững về mặt phôi thai học thì chúng ta có thể làm được. Chúng ta biết là cái kết cấu là đây và gì đó nó cùng một phản này chắc chắn nó là cái gì đó. Còn nếu mà thông liên nhĩ mà tự nhiên nó lọt lên nó nằm ở chính giữa của bát liên nhĩ thì đâu đâu mất gì, chẳng có phân biệt chứ. Cái gối động mạch nó còn